chào toàn thể mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình muốn quay cho toàn thể quý vị và các bạn cùng xem. Đó là cây Artiso nhà mình thì mấy tập trước mình cũng đã quay cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay thì cây quả đã chín hết rồi mọi người ạ. Ở đây thì có nhà mình thì ở nhà thì trồng có 3 cây thôi. Đó. Quả thì bây giờ đã chín hết rồi mọi người ạ. Đã thu hoạch được rồi. Anh nhìn nó cây nó vàng và nó lá nó gần rụng rồi mọi người. Đó, lúc nào mà cây này nó ngả hết thì nó sẽ chín đậm hơn. Đây các bạn. Quả rất là sai và rất là nhiều. Nó đang chín rất là nhiều rồi. Đó, quả này thì mình nếu mà mình ngâm ấy thì mình sẽ tách lấy cái vỏ của tím tím này của nó thôi. Tách ra. Đây còn quả nó như thế này này, quả này như thế này thì nó sẽ hơi chua nhé mọi người nhá. Đó. Thì mình nếu mà mình ngâm là mình sẽ tách lấy cái vỏ đây này, đây. Mình tách cho các bạn xem. Đó. Tách lấy cái này thì có màu này, các thứ. Còn những cái quả như thế này mình ngâm vào là nó chỉ gọi là nó chua ấy mọi người ạ. Đó. Còn mình ngâm là mình sẽ tách hết lấy mỗi cái vỏ ngoài nó thôi. Vỏ nó thì chua. Ăn chua nhé mọi người nhá, chua chua. Đó. Mình nếu mà mình làm siro là mình cho đường và mình ngâm đường. Đó, ngâm đường thì nó ra màu thì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Uống nó rất là thơm nhé. Có vị thanh thanh mọi người ạ. Đây. Những cái cành như thế này thì quả rất là to này mọi người ạ. Đó, đã chín rồi. Đây, để quả nó chín hẳn này. Đấy. Mình sẽ tách ra xong là mình ngâm đường. Đó. Nó bị cây nó sai quá là nó còn bị gãy cả cành thôi mọi người ạ. Đây. Đây, quả nó nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt mọi người ạ. Đây, quay cho các bạn xem cận luôn. Đó, ở bên này một cây này, quả nó chín đậm luôn mọi người ạ, nhìn rất là đẹp và bắt mắt này. Đây các bạn ạ, mấy cái cành này sai chữ luôn, quả rất là đẹp. Ở bên kia một cây, cây này thì sẽ chín đậm hơn mọi người ạ. Đây, cây này thì chín đậm hơn. Đây các bạn. Đây. Cái này thì mình cứ để nó chín đậm hẳn đi, không là nó già thì mình ngâm nó không bị thối mọi người ạ. Đây này. Nếu mà non quá là nó mới bị thối là nó sẽ không ngon đâu mọi người. Đó. Quả rất là đẹp. Tím đậm luôn. Cái này ngâm thì nó lên màu rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đó, đây. Chua lắm mọi người ạ. Cái này mình phải ngâm đường thì nó mới ngon được. Đó, ở đây thì có 3-4 cây thôi. Nói chung thì phục vụ gia đình thì mình chỉ trồng tầm khoảng 3 cây như này là quá đủ rồi mọi người ạ. Đó. Quả rất là đậm. Đây, rất sai luôn mọi người ạ.
giờ mình sẽ sang bên kia mình quay vườn ngô cho các bạn xem nhé. Đó, vườn ngô nhà mình này. Ờ, vườn ngô nhà mình đây các bạn. Đó, trồng nó lên rất là nhanh luôn mọi người ạ. Ở khu vực phía trên này thì nó không được tốt cho lắm, tại vì là đất nó hơi cằn. Còn ở bên trong kia thì cây lên rất là tốt, xanh luôn mọi người ạ. Đây là cây ngô ngọt cho mọi người nhé. Đó, trồng cây ngô ngọt thì nếu mà mình bán ra thị trường thì giá nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Còn để mà trồng để ăn thì chỗ này thì không hết được. Đó, cây ngô ngọt thì một bắp của nó hiện tại bán rẻ thì cũng được 5k trên một bắp nha mọi người nhé. Mà chỗ này thì cũng khá là nhiều đấy mọi người ạ. Đó. Ở bên trong kia kìa, các bạn có nhìn có thể nhìn thấy là cây nó lên rất là xanh nha. Rất là tốt luôn mọi người ạ. Đó, tầm khoảng mấy nữa là nó lên bắp luôn này. Đây các bạn, ở bên giữa này thì cây lên rất là tốt này. Đó, mình quay cận cho các bạn xem này. Ở bên khu này tốt hơn mọi người ạ. Đó, trồng cây ngô ngọt thì đúng thời vụ nó lên rất là xanh luôn. Cây nó to mọi người ạ. Cái này thì tầm khoảng tháng nữa là thu hoạch được rồi mọi người. Tháng nữa có bắp là thu hoạch được rồi. Nói chung là thời gian sinh trưởng nó rất là nhanh luôn. Đây các bạn. Xanh tốt luôn mọi người ạ. Cái ngô này thì sau khi mình lấy bắp của nó thì mình sẽ tận dụng cái cây của nó mọi người ạ. Tận dụng cái cây của nó để cho vào máy thái, xong là ủ, cho vào bao tải, cho vào túi ni lông ấy, cho vào bao tải xong là ủ để cho gà ăn mọi người ạ. Đó, cho gà cho vịt ăn nó rất là tốt luôn. Sau khi nó lên men đấy mọi người. Nói chung là mình tận dụng hết nhá. Đó. Đấy, mình thì cũng vừa cho gà ăn mọi người ạ. Giờ mình sẽ vào trong kia. Ở bên trong này thì mình nuôi gà nha mọi người. Giờ mình sẽ vào mình quay cho các bạn xem. Gà nó vừa ăn xong người ạ. Vừa mới vào hết chuồng rồi. Đó, còn một số con đang ăn ngoài này. Còn mấy con ở ngoài. Đó, còn những con khác là vào hết chuồng rồi. Mình nuôi thì chủ yếu là nuôi gà ta thôi mọi người nhé. Nó tự ấp xong là tự nở ra thôi. Đó. Tại vì là những cái gà này thì nó mình nuôi nó rất là dễ nuôi. Nó kháng bệnh rất là tốt. Các loại gà khác, gà lai cái thứ thì mình mua về là nó hay rất là dễ bị bệnh. Đó, nó không như gà ta mình mọi người ạ. Đó, đây đàn gà con kìa, là mình lấy trứng thôi, là cho gà mẹ nó ấp. Đó, ở trong chuồng cũng khá là nhiều mọi người ạ. Đó, đàn gà kìa, đàn gà nhà mình thì rất là đẹp nhé mọi người nhé. Mấy con kia đang ăn. Đó, ở bên trong là vườn ngô mọi người ạ. Ở đây thì có hai cây mận tam hoa khá là to nha mọi người. Đó, cái mận tán nó rất là rộng luôn. Đó, vườn ngô nhà mình đây ngay cạnh luôn. Lúc nào mình thu bắp của nó thì mình sẽ thả gà vào trong bên trong.